Hello cả nhà, hello, welcome back, Nhuân Pan Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại, khu vực Dallas-Fort Worth đang tiếp tục được cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt, với cảm giác nhiệt độ có thể lên đến 109 độ F vào cuối tuần này. Thời tiết khắc nghiệt như vậy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà còn đe dọa đến cây trồng và vật nuôi. Dưới đây là một số lời khuyên để bà con có thể đối phó với tình hình thời tiết này. 1. Giữ cho cơ thể mát mẻ. Uống nhiều nước trong suốt cả ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát, để tránh bị mất nước. Hạn chế ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khi nhiệt độ cao nhất. Mặc quần áo mỏng, thoáng mát, màu sáng và đội mũ rộng vành khi ra ngoài. Chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em và thú cưng là rất quan trọng. Đảm bảo các đối tượng này luôn ở trong những không gian mát mẻ, có đủ nước uống. Và nhớ nhé, không để trẻ em hay thú cưng trong xe hơi, ngay cả khi chỉ trong một thời gian ngắn. Bảo vệ cây trồng và vườn tược. Tưới nước đúng cách, tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều tối để giảm thiểu sự bay hơi. Nếu có thể, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để cung cấp nước trực tiếp đến rễ cây, che chắn cây trồng, dùng lưỡi che nắng hoặc vải bắt để bảo vệ cây khỏi ánh nắng gay gắt. Mulch phủ đất, phủ một lớp rơm ra hoặc vợ cây quanh gốc cây để giữ độ ấm cho đất và giảm nhiệt độ của rễ cây. Theo dõi sức khỏe, luôn chú ý đến các dấu hiệu kiệt sức do nắng nóng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc cơ thể yếu mệt. Nếu thấy ai có dấu hiệu bị sốc nhiệt, thân nhiệt cao, lơ mơ, ngất xỉu, cần đưa họ đến cơ sở y tế ngay lập tức. Bảo vệ tài sản và môi trường xung quanh. Kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị làm mát trong nhà, tránh sử dụng quá tải. Chú ý đến việc phòng chống cháy rừng và hạn chế đột ngoài trời khi thời tiết quá nóng và khô hạn. Bà con hãy luôn cẩn thận trong những ngày sắp tới. Bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cây trồng của mình để vượt qua đợt nắng nóng này an toàn. Vườn trái cây Ba Cửa xin thông chào.